lên kế hoạch để đi cướp ở các ngân hàng. Thậm chí các đối tượng đã có những bước đi điều tra ở các cái ngân hàng. Hôm nay, Thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng liên quan trong vụ nổ súng cướp tài sản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Ninh Hòa xảy ra vào trưa ngày 5 tháng 9. Đồng thời sáng nay, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự này. Hai đối tượng bị bắt giữ vào khuya hôm qua gồm Đàm Minh Quang, 30 tuổi và Trần Hoàng Nhất Hùng, 36 tuổi, đều trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu thu thập được, hai đối tượng Hùng và Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và địa điểm đang cất giấu tang vật của vụ án. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm do Hùng và Quang khai, trinh sát thu giữ 5 khẩu súng tự tạo, 1 khẩu súng tự tạo đã tháo rời, 50 viên đạn, một số dụng cụ chế tạo súng, 8 đôi găng tay cao su màu xanh, một bao ni lông dùng để đựng tiền và 3,7 tỷ đồng tiền mặt. 800 triệu còn lại, Hùng và Quang khai đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hai đối tượng cũng khai nhận đã lên kế hoạch cướp ngân hàng cách đây 4 tháng và chọn địa điểm là ngân hàng Vietcombank do đây là khu vực khá vắng người, đường rộng, dễ tẩu thoát.